Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cù dúi rất đẹp nha. Cù dúi bay, đường thân gốc bệ nhì đá, rất đẹp nha anh em. Cây này khoảng tầm 500 kg nha. Rồi đo quanh bờ gốc đá cho anh em xem đi. Này, cây nhì đá rất đẹp nha. Gốc bệ thì đế nở. Đế này không có được cọc không ta? Không có được cọc không? Không có được cọc nha. Vành ngang đá đó là 136. Chiều cao 2m4. Rồi, được rồi. Rất đẹp. Chi chốt nhỏ. Đây, rất già cây nha anh em. Đá nhì này sánh dư rửa đây nữa nè. Sánh rửa đây. Rất đẹp. Rồi, cây không có rễ cọc nha anh em nha. Quẹn cái rễ vào đây, đánh rễ chưa. Và ra thêm mấy cái rễ nhỏ bên này nữa. Cây cốt già, nu bú, sần sầu. Rồi, anh em nào hợp thì giao lưu anh em nha. Chào anh em.